nhưng mà vẫn nằm trong downtrend nhá, anh em đừng có mà vào nhiều. Nói chung là chứng khoán thì mình không 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 khuyến khích lắm, chứng khoán không khuyến khích lắm, nó vẫn đang ở trong downtrend, nó chỉ hồi được một nhịp ngắn rồi, anh em mà vào bây giờ là dễ đi lắm. VND hay NIVND này, thấy không? HCM này, ôi giời, may HCM nó hồi lên tí này, nhưng mà vẫn nằm trong downtrend nhá, anh em đừng có mà vào nhiều. Nói chung là chứng khoán thì mình không 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 khuyến khích lắm, chứng khoán không khuyến khích lắm, nó vẫn đang ở trong downtrend, nó chỉ hồi được một nhịp ngắn rồi, anh em mà vào bây giờ là dễ đi lắm. Này, thấy không, downtrend này nó cũng có những nhịp nó hồi lên này, này. Cây này nó hồi lên là sau cây này cũng hồi lên là đúng không, có những đoạn nó hồi lên rất là ngắn, nên là anh em mà vào thì anh em phải phải đánh giá nhá, phải đánh giá mà vào thời gian ngắn và chấp nhận được là rủi ro thì mới vào, mà không thì thôi, không đánh ngắn được thì thôi. Đây FTS này, FTS là một trong những cổ phiếu chứng khoán khỏe nhất nhỉ vừa rồi này. Đấy, nó kéo lên như này này, nó giảm, nó kéo lên như này thì anh em mà vào thì ok, nhưng mà bây giờ thì quá điểm mua rồi đúng không, bây giờ quá điểm mua rồi. FTS BSI này, đấy nó hồi lên từ cái nhịp vùng đáy lên, nó bứt lên như này, nhưng mà chúng ta bị quá điểm mua rồi, bây giờ không không còn điểm vào nữa mà chúng ta đợi mã khác, hoặc là chúng ta đứng ngoài quan sát thôi, chứ mọi người vào bây giờ nó không có vị thế tốt đâu. CTS vẫn thế này, vẫn là nền, là giống các mã kia thôi. Rồi nhóm thép cũng thế, nhóm thép cũng đang mô hình cái bát úp này, thấy không, mô hình bát úp như này thì còn hy vọng gì nữa. Hóa sen có bát úp này, vừa có hai đỉnh này, xong rồi vừa có bát úp này. Nam Kim này, Nam Kim thì đao chen, đao chen thì cũng chưa hẳn, nhưng mà bắt đầu đao chen đang ngắn hạn rồi anh em nhé, đao chen ngắn hạn rồi thì mua gì nữa. Có thể có một nhịp giật lên như này, nhưng mà thị trường nó phải tốt cơ, chứ còn giật lên kiểu mình một ngựa thì khó lắm. VGS cũng thế này, VGS khả năng là hết hết sóng rồi mọi người nhá, khả năng hết sóng rồi, đây là nó làm quả võng xuống này, bật lên xong giảm xuống luôn này, hồi lên yếu là giảm này. Đấy, đơn nhìn đơn giản như vậy thôi là mọi người biết là nó còn sóng hay không. Đấy thì đấy là mấy mã trong nhóm chứng khoán và thép. Nói chung là nhóm chứng khoán thì chúng ta đã lỡ điểm vào rồi, nếu mà anh em bây giờ mà muốn vào thì không còn nữa, còn bây giờ dành cho người chốt thôi. Nhóm thép thì cũng vậy, nhóm thép bây giờ cũng ở vùng đáy rồi, vùng đáy không biết là có thủng đáy nữa không. Phương pháp lướt sóng đã được chứng minh hiệu quả, ví dụ như VGI lãi 80% trong vòng hơn 1 tháng, LPB lãi 56% trong vòng 2 tháng và rất nhiều cổ phiếu khác lãi từ 5 đến 10% trong vòng 2 tuần nắm giữ. Để được tư vấn cổ phiếu lướt sóng và cơ cấu danh mục, quý vị hãy liên hệ ngay qua Zalo 0932296768.